Chào các bạn, chúng ta tiếp tục cái video thứ tư hôm nay. Từ video 1 và đến video thứ tư này thì nó cùng chung một cái nội dung đó. Và nó đưa ra những cái ý khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái điều gì ạ? Chúng ta chia sẻ nội dung khi nào? Một người làm kinh doanh thì chúng ta phải rất là giỏi chia sẻ nội dung, tạo ra những nội dung hay cho khách hàng. Tuy nhiên ngoài cái việc tạo ra nội dung hay rồi thì chúng ta phải chia sẻ nó khi nào? Thì mình kể các bạn cái vấn đề này. Ai cũng có đối tượng khách hàng cho mình. Ví dụ như đối tượng khách hàng của bạn là giám đốc, thì cái thói quen của họ nó khác hoàn toàn đối tượng khách hàng của bạn là dân văn phòng, và nó cũng khác hoàn toàn với đối tượng của bạn, khách hàng của bạn là cái giới sinh viên. Một cái đối tượng họ có những cái thói quen khác nhau, và chính nó có những cái thói quen khác nhau, và đó là lý do mà chúng ta phải chọn những cái thời điểm khác nhau để chúng ta chia sẻ cái nội dung của chúng ta đến cho từng đối tượng khách hàng, để họ như thế nào họ mới nắm ngay cái thời điểm đó, họ mới thấy được cái thông tin của ta. Còn không thì chúng ta rất là khó tiếp cận với họ. Ví dụ đi, đối tượng các bạn là giám đốc, họ hay đi ăn những cái nhà hàng sang trọng, thì chúng ta phải xuất hiện ở cái nhà hàng sang trọng đó. Hoặc là họ hay đi đánh gôn, thì chúng ta phải xuất hiện ở những cái sân gôn đó. Hoặc là đối tượng dân văn phòng thì họ hay đi ăn những quán ăn bình dân, những quán cơm văn phòng, thì chúng ta phải xuất hiện ở những nơi đó. Mình ví dụ nó như vậy. Vậy thì bây giờ mình đi vào cái chi tiết cụ thể hơn này. Ví dụ như đối tượng của bạn là giám đốc, thì cái thói quen của những người giám đốc đó, họ hay đọc email vào những cái giờ nào? Thì ngay những cái giờ đó bạn gửi email cho họ. Nếu bạn gửi, ví dụ như là thói quen của họ là đọc email vào sáng sớm, nhưng mà trong giờ hành chính bạn mới gửi, 10 giờ bạn mới gửi, 2 giờ chiều bạn mới gửi, thì phần lớn là người ta không có đọc. Bởi vì lúc đó người ta đang bận giải quyết công việc. Lúc sáng sớm đó ông nó rảnh người ta mới đọc. Hoặc là thói quen văn phòng, nhân viên văn phòng của các bạn, thì cái dân văn phòng thì bạn thấy là cả ngày từ 8 giờ cho tới 12 giờ là họ bận, họ làm việc. Từ 1 giờ cho tới 5 giờ họ bận làm việc. Thường thường buổi tối họ về, trước khi ngủ họ check email. Ví dụ vậy thì chúng ta phải gửi vào những cái thông tin đó. Hoặc là họ có thói quen đọc những cái tờ báo gì. Nếu đối tượng khách hàng là bạn là giám đốc, thì họ có thói quen họ đọc những cái tờ báo gì. Những cái tờ báo liên quan tới kinh tế, tài chính, kinh doanh, đầu tư, và những cái tờ báo liên quan tới một số những cái vấn đề thời sự chính. Thì nếu mà chúng ta xuất hiện thì chúng ta phải xuất hiện trên những cái tờ báo đó. Và đối tượng văn phòng của bạn thì họ đọc những cái thông tin gì, và những cái khi nào thì họ đọc, thì chúng ta cũng phải xuất hiện ở trên đó. Các bạn nhận ra không? Hoặc là trẻ em, đối tượng khách hàng bạn là trẻ em thì họ hay xem những cái kênh gì, đối tượng tuổi teen thì họ hay xem những cái kênh gì, và họ hay xem vào cái giờ nào, thì chúng ta phải canh cái giờ đó đúng đối tượng khách hàng để chúng ta đưa lên. Ví dụ mà các bạn mà ví dụ như mình là người như thế nào, mình rất là ít xem điện thoại, mà mình ít nghe điện thoại, bởi vì đặc thù của mình là mình đứng lớp, hoặc là mình hay ngồi tư vấn, mình ngồi làm việc với ngày này kia, nên cái điện thoại của mình gần như là mình để cái chế độ gì chế độ ớt, không có gọi thì nó chỉ ở chế độ rung thôi. Phần lớn mọi người gọi mình thì mình cũng không có nghe. Và nếu mà mình cứ nghe thì mình cũng không có nói được gì Mình kêu có gì thì nhắn tin cho mình, có gì thì inbox Facebook cho mình. Các bạn thấy chưa, nếu mà tiếp cận với mình, nên là các cái ngân hàng, các công ty bảo hiểm, hoặc là các cái bạn môi giới bất động sản mà tiếp cận mình nó qua cái số điện thoại là gần như mình như thế nào mình ớp hết, thậm chí mình chặn luôn, bởi vì nó làm phiền mình. Nhưng mà họ tiếp cận qua mình những cái kênh khác thì có thể là mình rảnh mình ngồi, cái lúc mình rảnh mình ngồi mình kiểm tra và mình đọc. Vậy thì các bạn thấy không, phải tiếp cận từng đối tượng khách hàng, chúng ta phải hiểu ra được cái thói quen và cái cách làm việc của họ, còn không chúng ta sẽ bị vướng. Nội dung hay không là chưa đủ, sản phẩm tốt không là chưa đủ, cái bạn ngoại giao tốt không là chưa đủ, bạn còn phải biết cách nữa, biết cái thời điểm của khách hàng nữa. Đó là vừa rồi mình chia sẻ cái ý thứ ba trong cái chuỗi. Các bạn nào nắm đi xem, tắt vào cái đoạn video này thì các bạn hãy xem lại những đoạn video 1, 2 và 3 nhé, ở phía trước.
Và bây giờ mình đi vào cái số 4, vậy là chúng ta chia sẻ nội dung như thế này. Thì nó có cái 6 cách để chúng ta chia sẻ nội dung. Mấy cách các bạn? 6 cách. 6 cách để chúng ta chia sẻ nội dung. Dĩ nhiên là nó có rất là nhiều cách. Ở đây mình chỉ tóm lược 6 cách để các bạn hình dung thôi. Để bạn hình dung ra được cái bức tranh thôi. Nhưng mà nó có nhiều cách, có những bạn có những cách khác nhau. Cái cách thứ nhất là cái cách thủ công. Chúng ta chia sẻ nội dung một cách rất là thủ công. Thủ công là dành cho những người ít tiền, hoặc là người mới có tiền nhưng mà mới, mình cũng nên làm thủ công để mình có cái kinh nghiệm. Là bằng cách gì? Bạn in ra tờ rơi và bạn bắt đầu bạn đi phát, đó là cái cách thủ công. Hoặc là bạn gửi email, mà gửi email một cách rất là thủ công á. Bạn gửi email bằng chính cái Gmail của mình á. Hoặc là bạn đi inbox từng khách hàng một. Bạn đi inbox từng khách hàng một. Cái cách này dành cho những người ít tiền mới ra khởi nghiệp, thì chúng ta làm cái cách thủ công này. Và bạn nào chịu khó làm cái cách thủ công này, các bạn cũng có khách hàng đó. Các bạn cũng có khách hàng đó, tốt đó. Cái cách thứ hai là chúng ta dùng chuyên nghiệp hơn, phần mềm chuyên dụng. Phần mềm chuyên dụng nghĩa là chúng ta có cái gì trên Facebook đó, thì thay vì các bạn đi inbox thì các bạn thấy có hệ thống chatbot. Hệ thống chatbot là cái con chatbot. Các bạn lập trình để nó gửi hàng loạt và nó gửi theo từng cái chiến dịch một. Một cái là 10.000 data, các bạn gửi bùm một cái là nó gửi. Và nó gửi theo cá nhân hóa tên của từng người. Hoặc là các bạn set up một cái chuỗi chiến dịch để nó đi theo cái chuỗi chiến dịch đó. Hoặc là các bạn thấy là phần mềm gì phần mềm gửi email chuyên dụng. Nó sẽ gửi 10.000 email, 50.000 email. Hoặc là phần mềm gì phần mềm gửi SMS. Phần mềm gửi SMS chuyên dụng. Tuy nhiên cái cách này là dành cho những người có tiền. Bạn phải có tiền thì bạn mới dùng cái cách này. Còn nếu mà cái kinh phí hạn hẹp thì bạn không nên dùng cái cách này. Và cái cách thứ ba là chúng ta quảng cáo. Quảng cáo để chúng ta đưa cái nội dung của chúng ta đến cho nhiều người biết. Thì cái cách quảng cáo này thì thứ nhất là bạn cũng phải có kinh phí. Kinh phí hạn hẹp quá cũng không làm quảng cáo được. Hoặc là bạn có sẵn một cái ngân sách về quảng cáo cho cả một năm, hoặc là cho cả một tháng, cho một quý. Khi đã dùng quảng cáo rồi á, thì các bạn phải bài bản hơn. Cái việc kinh doanh bạn phải bài bản hơn, bạn phải chuyên nghiệp hơn. Bạn phải biết tính cái chi phí quảng cáo để một data khách hàng về thì chúng ta sẽ được lãi nhiều hay ít, nó như thế nào. Chúng ta phải tính ra nó rất là rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải chạy quảng cáo Google nè, chạy quảng cáo Facebook nè, chạy quảng cáo Zalo nè, chạy quảng cáo trên các trang báo nè, ok, chạy quảng cáo trên YouTube .. Chúng ta phải biết chạy quảng cáo ra để nó lan tỏa cái nội dung mà chúng ta chia sẻ để cho nhiều người biết. Và sau đó các bạn phải biết tính toán để làm sao mà chúng ta có lãi đã được. Thì cái đó là cái quy trình sâu ở bên trong. Cái này mình đang nói về cái cách chúng ta chia sẻ nội dung như thế nào thôi. Cái thứ 4 thì các bạn có thể là đăng báo, đăng lên các cái tờ báo, ví dụ như báo VN Express, báo Mới hoặc là Ngôi Sao Net. Cái những cái tờ báo là mà đối tượng khách hàng của chúng ta họ xem nhiều đó. Thì chúng ta đăng lên báo đó. Thì những cái tờ báo đó thì các bạn phải có kinh phí. Các bạn phải có kinh phí, các bạn mới đăng lên đó được. Phải có cái ngân sách. Cái này dành cho những người có tiền họ mới làm được, hoặc là các cái doanh nghiệp họ có sẵn doanh thu ổn định rồi. Hoặc là chúng ta lên trên TV, đưa nội dung chúng ta lên TV, thực hiện những cái TVC, chúng ta đưa lên TV, hình dung chưa? Thủ công thì các bạn có thể là thiết lập cho mình một cái kênh YouTube để các bạn làm. Còn chuyên nghiệp thì các bạn có thể là quảng cáo luôn cả cái kênh YouTube đó, hoặc là các bạn lên TVC, lên quảng cáo trên TV. Thứ năm là các bạn có thể là ra sách. Các bạn ra sách giống như mình, giống như mình, các bạn thấy chưa? Cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình ra sách, quyển sách Mỗi Ngày Một Chút, hoặc là có quyển Bán Hàng Online Ngay. Mình ra những quyển sách và mình phát hành trên tất cả các trang thương mại điện tử. Mình phát hành ra nhà sách, tất cả các nhà sách đều có, và những cái kênh offline. Thứ sáu thì bạn có thể là dùng bằng cách liên kết. Các bạn liên kết với những doanh nghiệp khác, họ có cùng data với các bạn. Ví dụ như là bạn kinh doanh bên lĩnh vực đào tạo, ví dụ là mình là làm bên lĩnh vực đào tạo, thì cái data, cái dòng khách hàng của mình là mình đã biết là giới văn phòng nó nằm ở cái phân khúc nào rồi, thì mình có thể là liên kết với một spa, và một cái spa đó họ cũng tập trung cho cái giới văn phòng, ví dụ vậy. Và hai cái luồng data nó giống nhau thì hai bên liên kết để như thế nào
à, để chia sẻ dữ liệu data dư nhau, quảng cáo cho nhau, hoặc là bạn làm sale và bên kia cũng làm sale, cùng làm nhân viên bán hàng nhau á, thì bạn tập hợp những bạn nhân viên bán hàng lại ở những lĩnh vực khác nhau, và chúng ta có thể là trao đổi dữ liệu và data với nhau để chúng ta cùng quảng cáo, chúng ta cùng lan tỏa cái nội dung chéo cho nhau. Vậy thì dĩ nhiên nó còn nhiều cách nữa, liệt kê thì nó rất là nhiều cách. Tuy nhiên ở trong phạm vi cái video này mình muốn nói với các bạn để các bạn hiểu ra được một cái ý rằng là khi chúng ta đã có được cái nội dung hay rồi thì chúng ta phải biết cách chia sẻ nó đến khách hàng tiềm năng chúng ta ở những cái quỹ thời gian nào phù hợp, và chúng ta lan tỏa cái nội dung này qua những cái cách thức nào thì nó phù hợp, thì khách hàng của chúng ta họ mới biết đến chúng ta được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Các bạn nhớ bấm nút subscribe trên kênh YouTube và nhớ theo dõi cái kênh Facebook của mình. Và nó như thế nào để liền mạch luôn thì các bạn hãy xem lại đoạn video 1, video 2 và đi vô 3. Các bạn xem cho tới này thì các bạn sẽ hiểu được cái nội dung từ A tới Z. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn video thứ năm nhé. Bye bye.